Sáng sớm hôm sau 5 Nhà giờ bao đi. việc. Khổ lắm anh Nếu nhỉ. mà sau game ra thêm skin M4 nâng cấp, anh nâng tiếp M4 băng hay là skin khác? Tất nhiên là skin khác rồi. Giờ lại nâng M4 băng thì lại đâu đâu đóng đấy Hai à? team. Ok. Team 2 một team 3 được rồi. Điều thấy súng đâu cả, đệt. Ui, phải nổi ạ. Đây rồi, không có AK. Chết. Nó thế này thì chơi cái gì anh ạ? Nhảy xuống sớm là mạng là may ấy. Có thằng nhảy ba pho em. Mình ra mình Toàn thịt. thóc nọ đây anh ạ. Mình thịt thằng ba pho trước. Đó. Thằng ba pho tới số rồi. Kia rồi, nó ra kho ngoài cùng. Thằng này nó nghĩ là nó sẽ chạy. Cho nghĩ nó sẽ chạy được mình. Có những cái thứ vô lý mà anh hiểu. Vãi nồi à em ạ. Kammer 762 kem AKM. Mà đồng đội bom là không có súng các thứ. Vừa vừa nhảy xuống đây mới có đây. Cho anh một khẩu coi. Anh mà chết là bọn em tàn tật đấy. Ai có máu không? Cho anh xin cục máu ấy. Mẹ không có cây súng nào. Bất cầm thuật căn. Có cho máu em xin lợn. Cho em một khẩu súng. Anh không có, anh chỉ còn 28 viên thôi. Thì cho em một khẩu à, súng. Đây. Đâu không? Có máu không? Cho anh xin cục máu. Này. Thế thì nị. Bọn nó vào, quá, ôi, quá đông ở nó vào chỗ công của em này. Em sống được không? Em sống được không? Em cầm thuật gan nó, thuật gan. Em nó chạy vào kho kìa, nó chạy vào kho này. Kho anh à? Kho anh à? Nó chạy vào ba kho đấy. Đâu? Cho mình cây súng đi bạn ơi. Anh chưa thấy. Nó em bị kẹt trong này rồi. Hai. Quay quay lại giải cứu thằng Linh xin lỗi này. Quay lại đi. Lại giải cứu cho thằng Linh cái. Chỉ nốc cái thằng áo màu trắng trắng đúng không? Chí lợn kìa, Linh hỏi kìa. Không nghe thấy luôn. Nghe không? Bây giờ nghe. Nốc cái thằng màu trắng trắng đúng nốc, không? Nốc thằng okay, công đỏ. Okay. Nốc thằng công đỏ rồi. Anh lên luôn này. Ok, wow. Hay quá. Đằng sau này vừa em thấy có thằng nhảy đằng sau này. Ok. Rồi đây bắn kìa, bắn kìa. Rồi ok, nghe rồi. Rồi em cung. Này này, UMP này, UMP này lấy tạm đi. Cầm đi. Rồi, anh em phơ lốt thằng ê, kia. Qua chết thằng kia đi. Vẫn còn nghèo đây em nhá. Quái có băng đỉnh, băng đôi nhá. Em có băng đỉnh lấy. Em không có gì cả luôn. Chỉ có nước mỗi thôi, chỉ xanh có thôi, nước, chỉ lấy uống xanh nước. Không? Chị không có không cần đàn xanh. Nếu có súng đơn xanh để bắn. Trên công này. Que. Ôi, hai thằng. Ở đâu? Nghe. Úi dồi, đau thế. Một thằng em thấy yếu lắm rồi. Ê, nóc. Ok, nhìn rồi, nhìn rồi. Đúng rồi, thằng áo đen nhảy rồi, lên đi. Thế thì còn thằng áo trắng yếu. Đây, nó ở gần anh. Ờ, lóc rồi. Mẹ, Linh ăn ạ. À. Nó vô lý thế nào ấy Linh ạ? Sao lại vô lý được anh? Nó vô lý vãi nồi, vô lý đùng đùng ấy em. Có lý mà. Anh chả thấy nó có lý ở đoạn nào. Em làm ơn giải thích cho anh cái đoạn. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn.xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Đi anh ơi. Đấy, cuối cùng vẫn chỉ mình thôi anh em. Vẫn là mình. Tài bán đổi tay cho mình thôi chứ. Bạn lại nhầm rồi đấy, bạn lại nhầm rồi đấy. Xin tuyên bố bạn sánh nhầm người bạn nhá. Nhảy xuống cho anh. Nó nhảy xuống rồi. Nhờn. Nhà hai tầng nữa. Ok.
Nhái thằng đông đông đấy. Áp 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 đâu rồi? Hay. Rồi, lia rồi. Cái gì vậy? Vãi nồi, vãi nồi. Một thằng đằng sau. May mà em đứng vẫn đứng ở trên đấy, không là nó thấy còn reset hai người luôn đấy. Đâu, anh chạy thoát rồi, Nó sẽ chi, Anh nhảy ngay vào trong nhà ngay, anh nhanh lắm. Như một cơn gió, anh đến chỗ này đi, cứ bỏ mà anh. Được nhỉ? Em đừng ui, anh nghe thế mà. Em đừng có ui. Ui là thằng Linh nó ngửi thế đấy, thằng Linh thính lắm. Ủa, cái cục phà le đâu? Kia, đường anh. Rồi, anh thấy rồi. Hợp lý đấy. Càng ngày anh càng thấy game này nó hợp lý. Một cách kỳ diệu, vi diệu. Việc này vi diệu. Trận này mình ăn kèo chắc rồi, anh kèo chắc luôn. Thôi anh ơi, 30 chưa phải là Tết anh à. 30 với anh là Tết rồi em. Anh Tết từ 26 cơ. Trên kia. Đù. Cẩn thận nhá. Thính thối. Ui, thính thường bên đường luôn kìa, Linh ơi. Trái kìa. Kệ thính thường, em ăn thính thế này. Có người đến em. Ui giời ơi, đây rồi các bạn. Có thêm nữa. Ok, nó không di chuyển được. Cái định mạnh nút di chuyển ấy. Nhồi với tao hả mày? Gì nó bay cố nhở? Ra đây. Chỗ nào hết rồi đó. Còn hai nữa. Lấp sau thính em ơi. Nó đến. Hướng pinh cái. Không biết. Nó ở trên đồi. Vậy. Cái hoang mang ghê. Chứ anh mà biết anh đã dã cho bọn này trận rồi. Không phải cái bọn vừa giết không phải là cái bọn bắn cái súng tình à? UMP đâu anh nhở? Đúng thế. Bọn trên đồi là bạn đó nhá, anh nghe thấy hai tiếng súng đấy. À, tưởng anh clear rồi. Đâu, anh giết hai thằng. Còn hai thằng trên đồi. Bọn này không có giết dot à, toàn holo thế nào nhỉ? Ui, toàn holo thế. Đâu chị? Đây xuống đấy rồi. Ui, đây. Chạy xuống đây được không? Đó. Một thằng chạy xuống dưới đi đấy. Watch out. Ok. Không thấy. Gốc cây, nó quăng cái kìa. Cày rồi, một thằng chạy luôn qua đây đây. Ok, chỗ ông Linh còn nhá. Em không biết chỗ em thì không nghe gì cả. Từ từ thôi chích lợn. Đây em đây. Đẩy cho team ấy. Ok. Good job. Còn thằng ở đây nào. Đây rồi. Sau công này. Chạy thẳng qua là tới. Hay quá, nice. Các bạn tính làm gì mình? Khai mau. Tính đến đây để la liếm à? Chính à. Đấy, mình lại cứu thằng Linh thêm một bàn thắng trông thấy anh em ạ. Biết thế mình để nó chết đi có phải là mọi thứ nó êm rồi không? Êm xịt luôn. Có xe thì qua đường. Ui ôi, sấy té máu như kiểu là. Đứng. Chỉ để một tiếng sấy thôi thì nó còn dám quay lại chứ sấy thế thì bố nó không dám quay lại nữa. Cầm bờ 249 chứ. Em sấy vào đấy nó té ra rồi. Té lắm. Đi rồi. Nó có dừng không nhỉ? Nó đi con Dacia đúng không? Nó không dừng rồi kiểu. À. Anh Linh mời 5 kill anh ơi. Nó đi lên cái nhà vừa mình dừng ấy. À ok. Nó có dừng không? Nó đi gần vào đấy thôi. Anh không thấy con xe nào cả. Chưa thấy có hiện tượng gì cả. Nó có dừng vào trong nhà đấy. À rồi. Dừng ở trên đồi đấy. Ok anh. Watch out. Anh thấy con xe rồi, anh thấy cái mái xe của nó rồi. Cạnh mình có tiếng rồi. Đang nằm trên đồi.
Anh lắc rồi, anh không bắn được nó. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Cực yếu, siêu phẩm yếu, 4 đầu rồi. Lên lên xe chạy anh. Nó đang quay lại chỗ xe ấy. Cẩn thận. Cẩn thận nhá, nó nhìn thấy em rồi. Anh chỉ thấy một thằng thôi. Còn anh không biết là có nhiều hơn không. Nóc nhà có người kìa. Đâu, nóc nhà nào? Hình như trên nóc, đúng rồi, trên nóc có. Này ní. Trên cái nóc nhà 2 tầng thì phải đúng không? Có à. Em nghe một tiếng nhỏ. À rồi, có. Đông em ơi, đông. Anh chọc nhầm tổ kiến lửa rồi. Yếu, cực kỳ yếu. Lọc 1. Chị nóc ở đâu đấy? Trong nhà. Nóc ở tầng 2. Ở đúng rồi, trong nhà. Lên đi. Con thăng được kìa. Mẹ. Ở đây có 2 thằng không? Còn thằng bên ngoài nữa. Trên đồi hả anh? Ừ, chắc chắn vẫn còn thằng chị ở trên đồi đó. 100% luôn. Bởi vì anh thấy lúc anh bắn nó chạy long cong lên trên này. Nó nằm đâu đấy, cẩn thận đấy, nó nằm đấy, bọn thằng này nằm. Ủa sao khi em lên trên nó bắn em? À chị cũng lên đây rồi á. Không, nhưng mà anh chắc chắn có thằng anh lùa nó ở trên đây. Hoặc nó chạy quay lại rồi. Thì nó chạy rồi. Hay nó chạy vào trong nhà. Kìa, có X8 kìa. Đi. Cố gắng. Nè. Đang kèo căng. Kèo đang căng anh quá. Anh 7 kiểu ơi. 7. Em 6. Em kéo tấn bớt tí hả? Ở đây. Được, làm sao vội thế, vội thế. Và nó 5 thôi. Nó có một thằng thôi à? Không, nó có đông. Đúng rồi, em thấy xe đầy mà. Hết đây nằm à? Gạt cái nhẹ ngay anh em ạ. Không bao giờ cho nó. Ui trời ơi. Mở cái X8 thế này thì chết. Tí lại ăn ban mất. Trời ơi. Cái nhở vứt xe đây xong rồi chạy ra hết ngoài này nằm ạ. Bọn này điên rồi. Nhà bị điên. À bọn này bị điên. Nó không muốn cho em ăn mạng đấy em. Trời ơi. Em bị thông minh lên tí chứ, phải hiểu ý chứ. Đừng cho thằng Linh ăn mạng của tao. Đưa xe anh lái cho xích lợn. Thôi anh lái xe cũng được. Anh dù anh có ăn kèo hay không, anh vẫn cứ là mạnh, kẻ mạnh nhất. Thôi anh đừng có mà điêu. Ôi may quá, mắt em vẫn còn nguyên đó. Cái đẹp trà luôn. Pha xí gọi là tuyệt đỉnh công phu như thế, xa vãi nồi thì nó phải giật chứ. Công xem không giật, công xem mấy thằng hack ấy. Đẹp trà lụa. Tôi đố các ông xem MK mà không giật được đấy. Nó phải giật nó mới đúng là người sấy chứ là sấy MK. Chào mọi người, nhưng mà cổ tinh giật đây, sấy, cổ tinh làm cho sấy giật sấy MK X8 mà không giật đấy là bốn chân sấy rồi. Lừa đấy anh em ơi. Ringer Bell. Ôi con đống thế nhở. Ringer Bell. Bó củi rồi em. Kìa trong nhà, nhảy từ tầng 2 nhảy xuống luôn. Hợp lý. Con này như kiểu bị điên ấy nhỉ? Ừ. Đang trong nhà tự nhảy ra xong rồi chạy ra ngoài nằm. Bây giờ mình chơi cái kèo chắc cú anh em ạ. À. Dừng xa cái là Linh móm ngay. Linh ăn đồ anh cái. Hết kèo, hết trận này kèo nữa không em? Chơi anh. Bói là gì vậy? Chơi em. Thằng bói là Linh ATM rồi mọi người. Đi giao em nhỉ? Mọi người đều mà mọi người không biết phạt bói là gì thì hãy à có thằng vứt xe ở đây này em này. Xe sờ bon ấy. Xe sờ bon nào xe đấy trời ơi. Oh. Linh giờ nó không phân biệt được xe nào xe sờ bon nữa rồi. Em nhìn màu đỏ đỏ không nhìn thấy cái súng. Hỏng rồi. Linh hỏng rồi. Có một bàn donate 250.000 top 1 nhé.
Ui, rồi thêm 10 nghìn nữa, like rồi. Vui vẻ nhé. Bạn ơi, không không có tên bạn, à? Trời ơi, anh em không để tên à? Tên lên đi. Trời ơi, để mình cảm ơn bạn. Đúng rồi, anh em không để tên này, Nguyễn mình Tuấn ngại chết. 10 nghìn. Anh cảm ơn Tuấn nhé, cảm ơn Tuấn nhiều, thank you em. Cảm ơn em, cảm ơn em Nguyễn Tuấn nhiều nha. Em nhé. Chỉ có những người anh em tốt tôi mới biết là tôi đang thèm cái gì thôi. Cái gì nó ở bên kia rồi anh ạ? Ồ. Kìa. Bên kia. Bên kia thật kém. Kìa. Bạn đẹp mấy? Rồi, nó con tầm bóng. Lại còn đây. Không, không có bản chứ. Lại còn hên, ui dồi ôi, hợp lý. Lại còn hên. Lia. Ok. Vì tôi. Đọc Quỳnh nha. Hello San. Đã hay, còn hên anh em ạ. Ui dồi, tầm này cho Linh ăn hết mạng bò cuối cũng không thể vượt kill được mình. Linh ăn hộ anh cái. Ăn đi. Thấy ai ấy. Nó thấy ai thì anh cũng ăn hết mạng của nó rồi. Anh ăn là cả mạng bọn nó thấy á. Đúng, anh ăn hết. À, thế thì xong rồi. Anh ăn 7 kill. Anh thấy một thằng đang bò à? Anh đã ăn được mấy kill của team đấy? Anh ăn một kill của cái team mà em bắn phát chết luôn đấy. Kìa, ngay đầu cầu. Đừng đấy anh ơi, đừng xa bắn nhau. Tất nhiên rồi. Bắn nhau cho chuối. Một đầu này. Cứu đi bạn ơi, cứu đi. Sao cơ hội cứu. Ui, con này dính đấy. Một đầu này. Để chi. Ui, Linh. À, thế là còn 3 thằng. Góc Linh khó hết cứu quá. Linh ơi, anh phải bỏ em thôi. Góc khó cứu thế. Còn nguyên 3 thằng rồi. Đỡ phải đi tìm. À, lại còn dựng tường gọi là băng lên nữa. Ghê thật. Bây giờ mình mới bơi được sang thì đúng là giết người luôn. Tại sao không bơi? Không có lý do gì mà khiến anh không bơi cả. Anh bơi luôn, anh thực hiện. Xin là sấy đi, sấy ở chỗ con băng ấy, sấy nát băng đi. Chỗ đấy có hai thằng với một thằng cầm AOG okay. Đứng đâu ấy. Anh chỉ cần sang thôi là chúng nó chết. Sang là đẹp rồi, sang là top 1 chắc luôn. Lùi ra 6 rồi. Cả ba thằng rồi chị. Nó lùi đá kia. Cái viền... đông ở đằng 6 okay, luôn, cái đông đúng rồi. Ui dồi ôi, chúng nó chạy xa thế. Chạy hẳn ra đằng sau nữa rồi anh. Lôi ra cái đông đằng sau ấy. Mấy cái thằng còn quẹ. Chạy cả ba luôn à. Đây, nó ở viền. Ôi. Thế là một thằng ở đây mà. Rồi, ba thằng đấy. Nó nằm ở chỗ em này. Đây này, chỗ hòn đá này. Mark the location. Ok em. Nằm cạnh hòn đá luôn. Quay lại phản đam mà không kịp. Cảnh sát. Ui, nổ thế mà không chết kìa. Mẹ, ở chỗ anh cũng có người, thế mới khó. Ở một thằng ở đây, hai thằng bên kia. Cẩn thận xích lợn. Sau. Đặt đi, hỏi đi mà đặt. Thấy nó chưa? Lên đi, chả sợ đâu. Em quăng bom. Ủa? Đâu? Chán quá. Làm gì có thằng nào hòn đá nó lính. Nó vừa giết làm hòn đá đấy. Mình cú lừa rồi. Quay lại. Em còn quay lại, em dăm vã nó được vài viên nữa mà. Cú lừa vãi nồi. Ôi ôi, chạy qua mà nó không còn bắn kìa. Tìm khác. Còn hai thằng ở bên nữa thôi anh ơi. Ok. Nhơn này, hai. Kẹo này. Như vậy là còn thằng ở trong đồng thôi. Ôi, yếu cực kỳ yếu, lên luôn. Watch out. Đó, ngay đó. Cực. Đúng rồi, mày nó đang té anh kìa. Mày chết rồi. Làm sao mày sống được MK đây rồi.